Kỳ Phúc. Gì vậy? Có thiệt là chìa khóa dạng năng của anh có thể mở được bất kỳ ổ khóa nào không vậy? Em làm gì mà chiều giờ hỏi anh câu này hoài vậy? Thì em nghe quá à. Khó tin. Anh là phóng viên chứ không phải là ăn trộm đâu. Ê, nói câu này làm tự ái đó nha. Vậy ăn trộm nào mà không biết mở khóa? Mà đâu phải ai biết mở khóa cũng là ăn trộm đâu cô. Ừ. Giờ sao? Khi nào mà em thấy bóng dáng của Mạnh xuất hiện thì em phải báo hiệu cho anh biết. Ê, vậy em làm tiếng mèo kêu meo meo là anh biết nha. Đứng đây nghe chưa? Biết rồi. Nấp kỹ vô đó. Biết rồi, cẩn thận đó nha. Anh biết rồi, để anh vô cứu con gấu, tội nghiệp nó. Đang trong tình trạng hoảng loạn, ngươi thả nó ra, ngươi không sợ nó tát nát mặt ngươi hả? Ai nói giống là tôi thả ra? Tại tôi thấy nó, tôi tò mò muốn qua coi vậy thôi à. Ta đã biết những gì ngươi làm và nói với làng Trinh. Đừng có chối nữa. Ngươi và nó âm mưu muốn thả con cấu về rừng, có đúng không? Nếu như ông đã biết rồi, tôi cũng không giấu nữa. Tôi không đành lòng nhìn người ta xé thịt con gấu ra thành từng mảnh. Ngươi không đành lòng cũng vậy thôi. Lập tức trở về phòng của ngươi đi. Nhưng mà không có nhân gì cả. Ngươi về phòng của ngươi đi. Chuyện của ngươi hôm nay ta sẽ không tiết lộ với quân bảo. Nhưng ngươi phải nhớ, không được nghĩ lung tung, không được làm bậy nữa. Nhớ chưa? Tôi biết rồi. Cảm ơn ông. Xin lỗi mày, tao không cứu được mày rồi. Vậy đi. Ta cũng như hắn, xin lỗi mày. Nếu không xin lỗi á thì em cứu nó đi. Ngươi ra đây làm gì? Không phải là ta biểu ngươi canh chừng Hơ Lan, dám cãi lời ta sao? Dì Hơ Lan ngủ rồi, không lẽ con cứ ngồi canh chừng dì Hơ Lan? Con phải đi theo Kỳ Phương đi chơi chứ. Ngươi càng lúc càng biết trả lời. Ngươi có tin là ta treo ngươi lên cây không? Nè, có phải là ông muốn thả con gấu ra không? Ngươi biết đọc cách suy nghĩ của người ta khi nào vậy? Mà còn biết hết á. Nè, ông muốn cứu á thì để ma con giúp ông. Mà con sẽ đưa con gấu về rừng. Con gấu này hung hãn lắm, không dễ nghe lời đâu. Nhưng mà ma con á có cách để cho nó nghe lời ma con. Ông mở cửa ra đi, ma con sẽ đưa nó về rừng cho. Ngươi thật làm được chuyện này sao? Ma con còn biết nhiều chuyện hơn ông tưởng đó.